Alo anh Sản hả? Em nè. Gì má, em cám nè. Ủa, tôi nhớ mày chết rồi mà. Không lẽ mày đầu thai lên? Không phải chị, lúc đó bụng á, cho em sống lại rồi. Nhưng mà em phải làm việc tốt. Ờ, rồi sao? Em muốn cứu chị nè. Cứu tao, tao bị đâu cứu? Không phải chị, thiệt mà. Anh Sản á, anh muốn bắt cóc chị á. Ôi mẹ ơi, anh Sản thương tao bồ, bắt cóc tao nào? Hả? Thì... Nhận chí. Bụng. Hả? Gì vậy? Alo, Thanh My hả? Em nè, cái gì không anh? À, tối nay em rảnh không? Rảnh chứ, em luôn nằm mở rộng vòng tay đón chào anh mà. Hiểu ha. Vậy tối nay em nhà hàng với anh nha. Nhà hàng? Em muốn ăn ở Salon hay New World? Thôi anh ơi, mới có 5 sao rồi, anh muốn Dubai 7 sao cơ. Dubai? Dubai. Thôi em đi mình em đi. Vậy thì em đi Salon hay New World? Vậy Salon em. Salon? Em muốn đi Salon. Anh đang ở New World. Chắc quên rồi. Mà anh ơi, tụi mình đã sắp xếp sao mà về trước 9 giờ. Không là thằng Mập á, em đang nghĩ nó về đấy. Ờ, vậy giờ 6 rưỡi, vậy khoảng 7 giờ chúng ta gặp nhau nha. Ừ, quyết định nha. Rồi. Bây giờ lối tại khách sạn New World. Em Ủa? Mệt rồi, em rồi rồi, cảm ơn anh. Tán lắm hả? Tôi quên vốn, tôi quên lại. Em, hôm nay em đẹp quá. Anh thấy gì rồi? Tôi nói cho nghe. Chắc em đẹp quá đó mà. Thật là một sắc đẹp xỉ nhục người nhìn. Đâu phải đâu, cái đẹp đồ còn quá. Anh biết. Anh gặp em, tưởng em lý đức không? Không, không về ta, về má là, má nhận là đâu mà đụng được ai, đụng mọi người. Má là. Hôm nay anh hẹn tới đây để tặng em món quà đặc biệt. Món quà à? Cái gì anh? Đúng nha. Alo. Alo. À, xin hỏi phải là hoàng tử lùng không vậy? Vâng, tôi đây. Anh biết tôi là ai không? Không, làm sao tôi biết được? Dạ, tôi nói anh nghe, tôi là kẻ đang bắt cóc vợ tấm lực sĩ đây. Ờ, bắt cóc? Tao đang nghe quen má. Em chờ anh một chút. Bỏ bên má. Ủa, mình bắt cô ấy thế nào vậy? Mới đây mới vụ được à. Hả? Mày muốn gì? Đương nhiên là tiền chuộc rồi. Nhiều. À, hai cặp đùi đó là 2 tỷ, đôi tay là 4 tỷ, cái đầu là 6 tỷ, chọn bộ là 18 tỷ, mà lại nhận 2 chục ha. Trời, 20 tỷ. Nhưng mà lúc mà nó bên